Sáng ngày 17 tháng 9, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thông xe đường song hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, đoạn từ đường Nguyễn Thị Định tới đường Đỗ Xuân Hợp. Công trình đầu tư xây dựng đường song hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây từ đường Mai Chí Thọ qua khu dân cư Nam Rạch Chiếc đến đường Vành Đai 2, khởi công năm 2017. Tổng mức đầu tư 869 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến khoảng 3,3 km. Theo đó, đoạn song hành từ đường Nguyễn Thị Định đến đường Mai Chí Thọ lưu thông hai chiều các loại ô tô con, xe khách từ 16 chỗ trở xuống và xe hai bánh. Cấm các loại ô tô tải, ô tô khách trên 16 chỗ lưu thông trên đoạn đường này.